ơi, sự sống của Ngài, tình yêu Cha ban cho chính con, dù có chết, cô lôi con xa rời Ngài. Chúa ơi, xin cho con nương dựa vào tình yêu của Ngài, vào tình yêu Giê-xu. Con dâng lời hát, con dâng lời hát ngợi ca tình vì yêu con. Chúa đã đồng tin hay con, Chúa ban cho tâm linh con đây sự sống của con. Tình yêu Cha ban cho chính con, dù có chết có lỗi con sẽ rời Ngài. Chúa ơi, xin cho con nương dựa vào tình yêu của Ngài, vào tình yêu Giê-xu. Vì yêu con, Chúa đã đồng đinh thành con. Chúa ban cho tâm linh con đầy sự sống của Ngài, tình yêu Cha ban cho chính con, dù có chết cô lôi con xa rời Ngài. Chúa ơi, xin cho con nương dựa vào tình yêu của Ngài, vào tình yêu Giê-xu. Vì yêu con, Chúa đã đồng tình thay con. Chúa ban cho tâm linh con đây sự sống của Ngài, tình yêu Cha ban cho chính con, dù có chết cô lôi con xa rời Ngài. Chúa ơi, xin cho con nương dựa vào tình yêu của Ngài, vào tình yêu Giê-xu. Vào tình yêu Giê-xu. Vào tình yêu Giê-xu. Vì yêu con, Chúa đã đồng đinh thay con. Chúa ban cho tâm linh con đây sự sống của Ngài, tình yêu Cha ban cho chính con, dù có chết có lỗi con xa rời Ngài. Chúa ơi, xin cho con nương dựa vào tình yêu của Ngài, vào tình yêu Giê-xu. Vào tình yêu Giê-xu. Vào tình yêu Giê-xu. Thì này mời quý cô chú anh chị em, chúng ta hãy chiêm nghiệm tình yêu của Ngài. Hãy nhắm mắt lại, hãy cùng nhau hướng lòng về Chúa. Với đức tin chúng ta hãy khao khát rằng Chúa Ngài sẽ đến và phán cho mỗi lòng của chúng ta qua lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay.
Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồng lý của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ ác và quân thù tấn công tôi, chúng muốn ăn tươi nước sống tôi thì chúng đều vấp ngã. Dù một đạo binh đông đối diện với tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dù giặc giả nổi lên chống lại tôi, khi ấy tôi vẫn vững tin nơi Chúa. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Nếu của chú anh chị em chúng ta có nhận được điều gì từ nơi Chúa, hãy giảng dĩ và công bố. Tin rằng điều đó sẽ khích lệ một số anh chị em chúng ta ở trong hội thánh Chúa thì giờ này. Thì này mời cô chú anh chị em chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng nhau đến trong thì giờ dâng hiến. Và nếu như cô chú anh chị em chúng ta có nhận được điều gì trong thì giờ khi nãy, thì sau thì giờ này trong thì giờ làm chứng, chúng ta hãy giảng dĩ và công bố lời của Chúa ra. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi tình, nguyện hiến chính thân thế này, luôn yêu mến trong mong nơi Chúa thôi hằng ngày sống dưới ân điển Ngài, hiến cả thảy cho Ngài. Thay cho Ngài, lạy Giê-xu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho Ngài, xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi này, đời sống tôi xin hiến Ngài. Xin nhân ái linh năng tuôn phước tôi từ ngày đổ xuống lại lãng hoài, hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy cho Ngài, lạy Giê-xu cả thảy.
hiến cả thảy cho Ngài, hiến cả thảy, hiến cả thảy cho Ngài, Chúa ơi, hiến cả thảy cho Ngài. Lạy Giêsu tôi hiến cả thảy đây, hiến cả thảy cho chúng ta sẽ hiệp ý với cô Tám Lệ sẽ cầu nguyện cho cô lễ dân trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, xin mời anh chị em trong hợp một với tôi để dâng lời cầu nguyện lên cho chính mình Chúa. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời kính yêu của mọi một chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài bởi sự hiện diện của Chúa ở cùng mỗi một chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa việc mình nghĩ để làm nên ngày thánh nhật. Để ngày thánh nhật để chúng con cùng nhau đến ở đây để chúng con thờ phượng Ngài, chúng con tôn vinh Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài trên đời sống của mỗi một chúng con. Chúa ơi, giờ này chúng con đến ở đây, chúng con dâng của lễ lên cho chính mình Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, đây là tấm lòng của mỗi một chúng con. Chúng con không phải bị phàn nàn hay bị ép uổng, nhưng chúng con dâng lên Ngài một cách vui lòng. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho tất cả anh chị em chúng con có một tấm lòng và có một số tiền để dâng lên cho chính mình Ngài. Chúa ơi, xin Ngài cũng ban ơn cho tất cả chị em chúng con, những người chăn nuôi, những ao tôm vuông cá hay là tất cả những kinh doanh buôn bán đều được đầy phước hạnh của Chúa, để anh chị em chúng con biết ơn Ngài. Để rồi chúng chị em con biệt riêng ra một phần mười để dâng lên cho Chúa, dâng lên với Ngài tấm lòng biết ơn. Chúa ơi, để rồi chúng con biết ơn của Ngài, để rồi chúng con tôn thờ Ngài và biệt riêng ra để rồi chúng con đến ở đây để thờ phượng Chúa và tôn vinh ngợi khen Chúa. Nguyện xin Ngài buổi sáng hôm nay sức giàu ban ơn cho ban thờ phượng. Rằng Chúa đang nhậm lời cầu xin của mỗi một chúng con. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, còn thời giờ tiếp theo thì chị em chúng con có dâng sự vinh hiển lên cho chính mình Chúa. Vì những ngày qua Chúa có làm ơn, Chúa có ban là sự chữa lành, bất cứ những điều mà Chúa đã đặt để Chúa đã làm trên tôi con của Chúa, thì chị em chúng con cũng có lời để dâng lên cảm ơn Ngài, dâng vinh hiển lên chính mình Chúa. Giờ tiếp theo là chúng con cũng nghe lời của Ngài qua bà Mục Sư Cúc. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn sức giàu cho bà được đầy ơn, đầy sự phước hạnh của Chúa. Con công bố rằng bà sẽ được tự do mỗi bề khi rao giảng lời của Ngài. Chúa ơi, trong khi bà rao giảng lời của Ngài, con xin Chúa sai thiên sứ của Chúa quanh phòng bảo vệ bà và gia đình của bà, người thân của bà. Con ngợi khen Chúa. Con dâng hội thánh của Chúa lên cho chính mình Ngài và dâng tất cả dân sự của Chúa trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Và con cúi đầu cầu nguyện nhân danh nhân Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì một ngày thánh nhật thật phước hạnh của chúng chị. Trước khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta hãy đến chúc phước cho người anh chị em của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Hallelujah. Đức Chúa Trời thật là tốt lành phải không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa.
Chúa ngài đẹp lòng và quý ông bà chị em đã có sự trung tín trong sự thờ phượng và nhóm lại trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta hãy cứ giữ cái sự trung tín đó luôn luôn, để khi chúng ta có thể làm ngọn lửa khích lệ những người anh em chúng ta đã vơi đi trong đức tin trong khoảng thời gian lâu rồi chưa đến với hội thánh của Chúa. Amen không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhau cho một tràng pháo tay thật lớn để ngợi khen Chúa ạ. Và chúng ta cũng khích lệ bà Mùi Sư Thành một tràng pháo tay khi mà bà đến hội thánh chúng ta. Amen, cảm ơn Chúa. Và giờ này đến thì giờ làm chứng dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Quý ông bà anh chị em nào đã được Chúa ngài giúp đỡ và làm điều phước hạnh cho đời sống của mình thì cứ dạn dĩ cho tao lên ạ. Dạ con xin mời con. Xin mời chú. Rất lâu rồi mới gặp chú không ạ? Amen. Kính chào Hallelujah, kính chào anh em trong hội thánh. 3-4 ngày nay cái đầu tôi nó nhất là cũng đầu vô tường không à. Nó cầu nguyện Chúa. Rồi nhờ Khải cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện, Chúa đã chữa lành ngay ngày hôm nay, cảm tạ ngài. Tính đi nằm viện á, mà lúc này hoàn cảnh nó làm ăn nó thiếu thốn, giờ thiếu người ta thiếu người ta 3-4 triệu, mà giờ suy nghĩ hoài nhất cái đầu. Nay tôi dâng lên cho Chúa một bài thơ tôi sáng tác là tựa đề bằng chữ A không à. Không tiền thiếu vốn chẳng nói ra, ngước mặt lên trời chỉ xin ra, cầu nguyện ngày đêm sẽ được mà. Một người tin Chúa phước cả nhà, quyền năng Chúa đi trên biển cả. Giê-xu có biết bao điều phép lạ, một mẻ lưới quyền năng Chúa cho thuyền đầy ấp cá. Giê-xu tái lâm trở lại chẳng bao xa, ngày sau con vô tội Chúa sẽ cho nhận quà. Bây giờ gọi trời bằng A-ba, dâng lời theo Chúa cất nhà trên hòn đá, rượu chè cờ bạc phải tránh xa. Amen. Cảm tạ Chúa. Để tôi muốn kêu gọi anh em trong hội thánh là có ai khá giả giúp đỡ tôi được phần nào cũng cảm ơn, còn không được cũng cảm ơn. Lúc này đang thiếu người ta 3 triệu mấy, giờ suy nghĩ mấy ngày nay nhức cái đầu là đi không nổi luôn á, mới cầu nguyện giờ hết. Nếu mà được anh em giúp đỡ thì cảm ơn, còn không được thì cũng cảm ơn, không có gì. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn chú Phước đã có lời làm chứng. Chúa là đấng chữa lành cho chú Phước thì con cũng tin chắc chắn rằng Chúa ngài sẽ chu cấp tài chính cho chú. Amen không ạ? Hallelujah. Sẽ không có sự thiếu thốn trong vòng con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và thật sự rất là được phước hạnh khi mà nghe cái bài thơ của chú toàn phần A không. Hallelujah, con chỉ nhớ một cái câu cuối là rượu chè cờ bạc hãy tránh xa. Con cũng mong là trong hội thánh chúng ta thì cái phần mà tệ nạn về rượu chè cờ bạc sẽ không có nữa. Cảm ơn Chúa. Và giờ này còn có cô chú nào muốn làm chứng đâu không ạ? Mời em gái, mời bạn Quỳnh. Dạ, cảm ơn Chúa, con xin chào hội thánh. Cảm ơn Chúa là con vừa kết thúc kỳ trại trở về. Cảm ơn Chúa vì con được đến ở trong một kỳ trại của liên đoàn ở tại bãi biển rất là đẹp của Phan Thiết. Và sau 3 ngày 2 đêm chúng con đi thì nhận rất là nhiều ơn phước từ nơi Chúa, cả thuộc thể lẫn thuộc linh nữa. Và có một điều đặc biệt là chúng con kinh nghiệm ở kỳ trại này. Chưa bao giờ con thấy điều đó được xảy ra khi mà đã hơn 6 năm con tin Chúa. Thì lần đầu tiên con thấy giới trẻ được phục hưng nói tiên tri. Ngày đầu tiên của kỳ trại thì Chúa thăm viếng các bạn rất là nhiều. Nhưng mà thì vẫn như những lúc mà con đã nhìn thấy được là có một bạn thì được Chúa mặc khải cho nói tiên tri. Nhưng mà bạn này đặc biệt, bạn là người dân tộc tiên, bạn rất là mắc cỡ và bạn rất là sợ hãi. Và bạn đấu tranh với Chúa, bạn nói là bạn sẽ không có nói điều này ra. Bạn sợ ánh mắt của mọi người sẽ nhìn bạn. Tại vì mỗi khi mà bạn được Chúa thăm viếng là các biểu hiện của bạn rất là lạ.
Bạn gào lên rồi bạn đứng không nổi, bạn rất là sợ mọi người sẽ nhìn bạn ánh mắt khác. Và kể từ cái giây phút mà bạn đấu tranh để không nói ra điều đó đó với Chúa thì bạn bị thân thể bạn không còn làm gì nổi hết, giống như là cọng bún vậy đó, và bạn không ăn được cái gì hết. Bạn nhịn ăn từ ngày đó cho đến chiều của ngày hôm sau, không ăn gì hết, không phải nhịn mà bạn không thể ăn gì hết, bạn cũng không còn sức lực luôn. Nhưng mà bạn vẫn không có chịu nói ra cái điều đó. Và cho đến cái ngày mà chúng con cần kết thúc kỳ trại thì bạn đã chịu không nổi rồi, với lại là những anh chị em mà đồng đi với bạn á thì cầu nguyện cho bạn. Và trong cái lúc mà Chúa hiện diện á thì bạn chỉ ra thêm 5 người đồng hành của bạn nữa mà thuộc các cái thư tính khác nhau, không hề biết bạn, bạn không hề biết những người đó. Nhưng mà trong sự hiện diện của Chúa thì Chúa cho bạn đó nhớ biết tên từng người luôn, và nhờ người gọi các bạn đó đến. Mỗi bạn là đều ở một cái thư tính khác nhau. Và 5 bạn cùng đứng lên thì bạn nói tiên tri cho từng bạn. Khi mà bạn nói xong á thì tất cả những cái điều đó đều đúng với những điều mà các bạn nó đang ao ước. Và đặc biệt là Chúa chỉ cách để các bạn nó thực hiện cái ước mơ đó luôn. Và cái điều mà Chúa bạn muốn các bạn đó nói ra là khi mà con thấy một điều đó là trước khi mà bạn nói điều đó ra là tất cả hội chúng luôn, nguyên một kỳ trại hơn 500 bạn thì đều quỳ gối xuống. Và khi bạn nói điều đó, tất cả mọi người đều ăn năn khóc lóc. Và con thấy một cảnh tượng rất là lạ mà con nói bây giờ vẫn còn nổi da gà luôn. Và con rất là muốn mở mắt ra xem để cái sự vận hành của Chúa ở trên các bạn trẻ và bản thân con nữa. Nhưng mà con sợ là mình sẽ bỏ qua một cơ hội được Chúa thăm viếng, con không dám mở mắt ra. Và tất cả bản thân con cũng vậy. Khi mà chúng con nhắm mắt lại, bạn kêu là hãy ăn năn đi, đây là lời của Chúa phán chứ không phải là lời của tôi, thì bản thân con cũng vậy. Có một điều mà con nghĩ trước giờ không phải là tội lỗi thì ở trong sự hiện diện của Chúa, Chúa cáo trách tấm lòng của con và buộc con phải ăn năn về cái điều mà con đã sai phạm trước mặt Chúa mà trước đây chưa bao giờ con suy nghĩ đến. Và thấy một điều đó là Chúa thăm viếng tất cả hơn 500 bạn, tất cả đều quỳ gối xuống ăn năn và rất là khóc lóc. Và tiếp theo đó là 5 bạn mà được bạn nói tiên tri đó cùng nhau nắm tay lại đi cầu nguyện cho tất cả các bạn trại viên. Và một điều rất là chúng con thấy là sự vận hành của Chúa rất là lớn ở trên giới trẻ ở trong kỳ trại đó. Và ra về thì chúng con nhận rất là nhiều được ơn phước của Chúa và sự thăm viếng của Ngài. Cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn Mục sư Bảo đã cho phép chúng con được dự một kỳ trại rất là được phước. Cảm ơn Chúa. Tôi xin hết. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bạn Quỳnh. Đó là một cái kỳ trại thanh niên rất là lớn ở bên Hội Thánh mà bên Liên đoàn đã tổ chức. Thì Khoa cũng mong là sau này thế hệ trẻ của chúng ta cũng sẽ có những cái kỳ trại bổ ích như vậy nha. Amen. Tất nhiên là chúng ta tin Chúa vào cái thời kỳ trẻ tuổi, thời kỳ mà chúng ta có nhiều sức khỏe nhất, đó là một phước hạnh. Và các bạn hãy sử dụng cuộc đời của mình vào làm một cái điều tốt nhất cho Chúa, chứ đừng có để nó lãng phí vào trong những cái việc thì giờ nó vô bổ như vậy. Và tất nhiên là quý ông bà anh chị em, những cô chú lớn tuổi hơn chúng con, những thế hệ trung niên hoặc là cao niên, thì mọi người vẫn là những thế hệ phước hạnh. Chúng con đã thấy được cái tấm lòng hầu vì Chúa và như những công việc của cô chú đã đi trước. Và chúng con thấy được rằng đó là một cái điều mà chúng con cần phải noi theo và tiến tới hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Dạ, giờ này còn ai muốn làm chứng không ạ? Xin mời một sức cuối cùng. Dạ, con mời cô. Ấy mời chế Như. Mời chế. Dạ con kính chào Chúa, kính chào bà mục sư và kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, hồi nãy khi lắng nghe tiếng Chúa thì khi thầy Hiếu nói là mình cảm nhận tình yêu của Chúa thì con được Chúa nhắc một câu kinh thánh ở trong lời bài hát là Chúa, một cái tư tưởng sẹt ngang là Chúa nói là Chúa chẳng tắt ngọn đèn tàn. Con xin đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 20 và câu 21. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng, dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Cảm ơn Chúa là con cũng cảm ơn Chúa một điều là khi mà con theo Chúa, thật sự con đã ngã gục rất là nhiều lần, là gớt hố luôn, gớt sụp hố luôn. Và trong cái thời điểm đó thì cái câu thánh này
con được Chúa dạy là cái cây sậy đã gãy rồi mà Chúa không bẻ, ngọn đèn tàn Chúa không tắt. Chỉ thổi một hơi nhỏ thôi là nó có thể tắt rồi, nhưng mà con, bởi điều mà Chúa nâng con lên đó là tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa, con xin hết ạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chí Như rất là nhiều vì là Chúa đã được Chí Như được phô bày ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúa Ngài sẽ không tắt cái ngọn đèn gần tàn. Nhưng thưa quý ông bà chị em, nếu mà chúng ta đã có những cái sự sai phạm nào đó, thì bởi tấm lòng yêu thương mà Khoa cũng mong muốn là các bạn, mọi người chúng ta hãy ăn năn, chúng ta trở lại với Chúa, chứ đừng để cho cái ngọn đèn chúng ta nó gần tàn như vậy. Khi mà nó còn cháy thì hãy ăn năn và làm cho nó cháy bùng lên hơn nữa ạ. Amen không ạ? Amen, cảm ơn Chúa. Và giờ này đến thì giờ rất là phước hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ đến với thì giờ lời của Chúa. Chúng ta cùng nhau khích lệ bà mục sư thành một tràng vỗ tay thật là lớn ạ. Một lần nữa được không ạ? Amen, hallelujah. Dạ con xin mời bà. Trân trọng kính chào mục sư Bảo, toàn thể các con cái của Chúa ở Thánh Thiên Ái. Tôi đến đây thì tôi làm sung sướng lắm, vì tôi được đứng lên ngồi xuống được chỗ tay ha. Họ thánh tôi giảng thì lên giảng thôi. Tại vì mình là khách mà phải không? Có lẽ tôi là khách cho nên quý vị cũng ưu ái hơn. Xin nha, cảm ơn cái tình cảm chân thành của quý vị dành cho tôi. Lần này giảng ở Thiên Ái là một ân huệ, có lẽ là cuối cùng. Tuần đến thì mục sư Bảo sẽ về rồi, quý vị sẽ gặp lại quý mục sư đáng kính của mình sẽ trở về. Xin Chúa cho ông đi về được bình an, đến với hội thánh của Chúa, để mà con cái của Chúa rất là trong. Mọi người quý vị trong mục sư Bảo chưa? Trong phải không? Hội thánh tôi mỗi lòng mục sư Thành mà đi là con cái Chúa trong dữ lắm. Và tôi nghĩ là hôm nay con cái Chúa cũng trong đầy tớ của Chúa đi về, phải không? Để mà lo công việc Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Buổi sáng hôm nay tôi qua hơi trễ. Tôi rất là thích thờ phụng Chúa với anh chị em ở bên này. Nhưng mà sáng hôm nay cảm ơn Chúa là tại hội thánh của chúng tôi, mấy tuần thời gian trước thì chúng tôi sẽ có một hội thánh ở bệnh viện, và họ sẽ nhóm lại vào ngày thứ ba sáng thứ ba. Nhưng mà sau này tôi thấy họ tách họ ra khỏi hội thánh thì thấy cũng tội quá. Thì hội thánh thì thờ phượng riêng, rồi họ thì là thờ phượng riêng. Cho nên là tôi quyết định là dời luôn họ đến từ sáng thứ ba qua sáng Chủ nhật luôn. Và buổi sáng hôm nay cái lần đầu tiên họ đến trong hội thánh của Chúa ngày Chủ nhật. Cho nên tôi phải đón tiếp họ, rồi tôi phải cho họ vào chỗ ngồi ổn định hết, rồi tôi mới có thể từ giã hội thánh và đi. Và cảm ơn Chúa là hội thánh bệnh viện có khoảng chừng, mỗi buổi bình thường nhóm khoảng chừng từ 5 đến 6 đến 70 người. Và hôm nay thì họ qua với hội thánh, họ nhóm chung hội thánh, cho nên bữa nay đông dữ luôn. Nên là phải ngồi từ trên gác để xuống hết. Cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa cho hội thánh Chúa phát triển nhiều cái môi trường lắm Chúa đem đến cho mình. Và Thánh Thiên Ái ơi, tôi nói rằng, nói như em như Chúa không bao giờ mà tắt cái ngọn đèn gần tàn, bẻ cái sậy gần gãy chứ. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời của sự phục hồi. Hội thánh Chúa có điều gì đó mà làm cho hội thánh bị chao đảo, bị khó khăn, bị vơi đi số người không quan trọng đâu quý vị. Cái quan trọng nhất là Ngài sẽ phục hồi. Và khi Chúa phục hồi thì tôi nói quý vị rằng là nó gấp 5-10 lần những gì mà mình đã mất. Đừng có lo sợ gì hết. Tôi tin luôn luôn như vậy. Hội thánh tôi chao đảo nhiều lần, tôi cũng đã từng sợ, từng lo lắng không biết là điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng sau những cái cơn thử thách như vậy á, thì hội thánh Chúa rất là được khích lệ, đông đúc, vui vẻ mà cũng hiệp một trong tinh thần mà yêu Chúa. Nên có một con chồn nhỏ nào nó đến nó phá hủy hội thánh Chúa, cứ mạnh dạn đuổi nó tha ra đi, không có sao chứ. Chúa sẽ đem nó ra khỏi cái chuồng chiên của Chúa, để chuồng chiên trở nên những con chiên thật sự là những con chiên ở trong ràng của Chúa. Hội thánh tôi cũng có những năng đề như thánh quý vị như vậy, còn hơn nhiều hơn nữa kia quý vị. Bởi vì gọi là sóng càng lớn thì thuyền càng lớn thì sóng càng to, phải không quý vị? Đó. Thánh tôi cũng nhiều cái năng đề lắm, nhưng mà không sao cả. Chúa cho hội thánh sẽ phát triển, và tôi cũng chúc phước cho hội thánh Phấn Hưng, hội thánh Thiên Ái sẽ là hội thánh làm vinh hiển danh Chúa ở tại Cà Mau này.
Đó. Và tôi rất là khâm phục, phải nói là khâm phục một sư bảo, bởi vì ông còn trẻ, quá trẻ để quản nhiệm một hội thánh lớn, nhưng mà Chúa cho ông cái ơn đó. Cho nên hội thánh ơi, hãy cùng với hội thánh của Chúa khích lệ hội đầy tớ của Chúa, cầu nguyện cho ông để ông có thể vững vàng bước đi trong những lúc mà hội thánh gặp những cái khó khăn. Đó. Và cảm ơn Chúa lắm. À, cho nên mình quý vị cũng phải sung sướng mà Chúa ban tặng cho quý vị một người lãnh đạo rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Trước khi nghe lời của Chúa, tôi xin được cầu nguyện nha. Lạy Chúa là Cha của chúng con. Lời Ngài chính là Ngài đến với chúng con. Kinh Thánh là điều mà chúng con hằng suy gẫm, đọc và chúng con làm theo những điều mà Chúa đã dạy ở trong. Và giờ này chúng con sẽ học lời của Chúa ở trong Thi Thiên 9:12. Cầu xin Chúa Ngài cho chúng con nhận lãnh lời của Chúa là một sự khích lệ, một sự động viên, một sự dạy dỗ chúng con, để chúng con sống mỗi ngày bằng lời của Chúa. Khi chúng con có lời của Ngài là lúc chúng con thắng ma quỷ. Và nếu chúng con không có lời của Chúa là lúc chúng con thất bại. Xin lời Chúa ở với chính mình con, để khi con nói ra những lời khích lệ anh em của chúng con, đem đến những lời lành, chúc phước cho anh em chúng con, những người nghe đến sẽ nhận được phước của Chúa. Chúc cho anh em của chúng con mở lòng ra tiếp nhận lời của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con công bố rằng tất cả những sự thất bại, tất cả sự khó khăn, tất cả điều nào cản trở phước hạnh Chúa đến với chúng con phải ra khỏi hội thánh Chúa ngay trong thời giờ này. Con chúc phước cho thánh Chúa sẽ nhận lời của Chúa một cách ngọt ngào. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái bài cửa thánh con mở ra trong Thi Thiên 92. À, điều mà hội thánh nhớ trong buổi sáng hôm nay tôi trình bày với hội thánh là người được xưng công bình, người được xưng công bình, đó là đề tài mà tôi trình bày với hội thánh. À, thế nào gọi là người được xưng công bình? Đó. Người được xưng công bình có nghĩa là người đó, bản thân người đó không có được, phải không? Mà xưng có nghĩa là sao? Được tặng hay là được ban cho hay là được làm cho người đó trở nên công bình. Chúng ta không phải là người công bình, vì mọi người đều đã thế nào? Phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi mà chúng ta trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong đời sống của chúng ta, thì dù chúng ta không công bình, thì Chúa vẫn xưng chúng ta là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xưng là như vậy đó. Xưng có nghĩa là chúng ta không xứng đáng được, nhưng mà lại được. Đó, cái từ gọi là ân điển đó. Mà ân điển thì nó hơi bị khó hiểu ha. Và nó thường là bị coi như là bị ta hiểu nhiều cái nghĩa. Bây giờ cái ân điển nó được bày tỏ nhiều cái chuyện lắm. Đó. À, ân điển mới rồi ân điển đủ thứ chuyện hết. Đó. Nhưng mà tôi nói một đây là ân điển có nghĩa là gì? Là điều con không đáng nhận, nhưng mà Chúa cho con, đó là ân điển. Đó. Điều chúng ta không có đáng nhận được, đó là sự cứu rỗi. Điều chúng ta không có xứng đáng nhận là con cái của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta không xứng đáng là bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời, bước vào trong vương quốc Đức Chúa Trời. Những ngày cho chúng ta điều đó, thì chúng ta là người được xưng công bình qua sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học phần thứ nhất là người được xưng công bình, nhưng mà được ví như thế nào, và người không công bình thì được ví như thế nào. Trước khi nói đến người công bình, chúng ta sẽ người không công bình một chút đi nha. Ở trong Thi Thiên 92 câu 7, tôi sẽ đọc lại chưa. Khi người dữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy là để chúng nó bị diệt đời đời. Khi người dữ mọc lên như cỏ, khi người gian ác hưng thịnh, người dữ và người gian ác này, nếu mà hiểu theo cái nghĩa con người bình thường á, thì đó là những người thế nào? Giết người, cướp của, phải không? Đâm thê, chém mướn, nó dốc, nó láo hại người ta. Đó là người hung dữ hay người dữ và người gian ác. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, đó là tội. Nhưng mà cái tội lớn hơn mà Đức Chúa Trời kể người đó cũng là kẻ gian ác, đó là sự chối bỏ Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời dựng nên mọi điều cho con người. Thái độ vô ơn, không thờ phượng Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, rồi làm gì nữa? Bách hại hội thánh Đức Chúa Trời. Đó, Kinh Thánh kể là người gian ác. Chứ không phải là mình đi tu làm lành, lánh dữ như vậy. Chúa cũng kể mình là cái người mà công bình, đó không phải. Thời đại này, thời điểm này,
tin nhận Chúa Giêsu là được xưng công bình. Dù trong quá khứ anh có gian ác, anh có tội lỗi thế nào đi nữa, nhưng khi anh bước vào tuyên xưng đức tin, mời Chúa Thánh Linh ngự vào trong đời sống của mình và nói rằng Chúa Giêsu ơi, con tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của con. Con tin là Chúa chết vì tội lỗi của con và kể từ hôm nay con được sống trong nhà của Chúa. Con xin lỗi những gì đã qua và con hứa sẽ sống một sống tốt đẹp cho Chúa. Đó là sự ăn năn. Thì chúng ta lập tức trở nên người công bình của Đức Chúa Trời. Còn đời sống của chúng ta về sau, hãy nhớ phải sống đúng theo lời của Đức Chúa Trời dạy. Đừng lệch lạc lời của Chúa. Nếu có lệch lạc thì làm gì? Ăn năn luôn luôn là bài hát, luôn luôn là bài ca, luôn là sự cầu nguyện. Đó. Từ sáng thế ký cho đến khải huyền, không có chỗ nào mà chép rằng không ăn năn, đừng ăn năn. Nhưng mà luôn luôn chép là gì? Hãy ăn năn. Vì ăn năn là thái độ gì? Là thái độ khiêm nhường của con người trước tội lỗi của mình, đối diện với Đức Chúa Trời. Đừng có nói là tôi được cứu một lần rồi, rồi tôi không cần ăn năn nữa. Xin thưa quý vị, điều đó chúng ta đã thế nào? Đã phạm đến lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là lời con người với nhau đâu. Phạm đến lời của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cái điều đó rất là thịnh hành. Nên quý vị con cái của Chúa ở Thiên Ái Ngài, quý vị cảnh giác với những cái giáo lý như vậy. Hội thánh tôi rất là mệt mỏi vì cái điều này luôn á. Nó lồng vào trong hội thánh luôn đó quý vị. Tôi giảng mất hết hơi hết cổ luôn. Mà buông ra một cái là tại vì sao? Vì nó có cái chiêu bài rất là hay, là nó sao biết không? Không có cần ăn năn cho nên tha hồ phạm tội. Đâu cần ăn năn khi đối diện với tội lỗi mà chính những người lấy người rất là yếu kém lời của Chúa. Thật sự như vậy, chỉ có nói lời Chúa nói một cái tràng như là pháo nổ như vậy thôi, nhưng thực chất không có thấm lời Chúa trong lòng của mình. Nó không đặt nó là cái mục tiêu mình sống, không đặt nó là cái thức ăn tâm linh của mình, chỉ thuộc làm như con vẹt đó. Thấy tín đồ nào mà hơi yếu yếu chút là lấy lời Chúa đập rớ, tấn công người ta, làm người ta ôi người này chắc giỏi lắm, cho nên nó nói đúng. Xin thưa quý vị nghe, có lý không phải là chân lý. Cho nên đừng có nghe lời cho có lý của họ. Tôi rất là khích lệ Thánh Thiên Ái rằng quý vị đứng vững trên niềm tin của mình. Đừng có nghe những cái giáo lý như sai lệch như vậy. Đó là những con chồn phá hoại vườn nho của Đức Chúa Trời. Hãy cảm thận điều đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh ví là những cái người gian ác, những người dữ đó thì nó như cỏ thôi. Cỏ thì nó mọc tự do, phải không? Dễ bọc, dễ phát triển, dễ sinh sôi nảy nở. Đời sống người gian ác nó cũng y như vậy đó quý vị ạ. Đó là một đời làm lành thì lành không trọn, một ngày làm ác thì ác sao? Có thừa luôn. Cho nên chúng ta nhìn thấy ở đây nè, giữa biết bao nhiêu ngàn người, biết bao nhiêu triệu người, chỉ có nhóm người đây thờ phượng Chúa à. Rồi qua bên mục sư Thành cũng một nhóm nữa thôi, rồi qua bên phường chính nhóm nữa thôi. Còn lại 1,2 triệu người Cà Mau này không chịu tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào trong đời sống của mình. Quý vị thấy không? Cho nên họ cũng vẫn hưng thịnh, họ cũng vẫn xanh tươi trong cuộc đời này mà thôi. Nhưng kết cục cuộc đời của họ là gì? Là ấy là để chúng sẽ bị diệt đời đời. Thế gian sẽ qua đi, sự sống của người trên đất sẽ qua đi. Và đối diện với sự sống đời đời, họ sẽ không có cái việc đó. Đối diện với sự phước hạnh, đối diện với cái sự mà trường tồn vĩnh viễn thì họ sẽ không có cái thời gian còn lại cho cuộc đời của mình. Mình cảm ơn Chúa vì khi con ở trong nhà của Chúa, con có cuộc sống hạnh phúc trên đất này. Đó. Và khi chúng con về nước Chúa rồi, chúng con lại hướng sự sống ở đâu? Ở thiên đàng vĩnh phúc. Cảm ơn Chúa lắm. Đời sống con có chứ phải có cái hy vọng đó thì chúng ta mới có thể đứng vững ở trên đời này. Cái tin Chúa mà cứ nhớ chứ, tôi thấy họ theo vui quá tôi theo. Xin thưa quý vị, đó là đức tin mà Chúa không có mong chờ. Tôi đến đó tôi thấy họ bệnh, được chữa bệnh, tôi tới đó tôi lành. Xin thưa quý vị nha, tôi nói đây là một cái điều mà tôi đã kinh nghiệm trong hội thánh của tôi. Những người chỉ đến với Chúa để được chữa lành thôi là những người bỏ Chúa sớm nhất. Bởi vì sao? Khi họ lành rồi họ nghĩ Chúa như một bác sĩ. Lành rồi tới bác sĩ gì? Đúng không? Làm gì nữa? Rồi lành rồi các bác sĩ là quên mất những ngày tháng đau khổ mà đớn đau trong cuộc đời của mình. Lành rồi các là tung tăng cái là quên Chúa luôn. Rồi đến với Chúa mà chưa được chữa lành hay là không được chữa lành nữa thì sao? Còn bỏ sớm hơn nữa. Vì nó Chúa không linh. Đó. Đúng không quý vị? Cho nên nếu mục tiêu đến với Chúa để được đời này chữa lành hay là để mà tìm kiếm sự đổi đời, Chúa lên Chúa cho dung tôm trúng và Chúa cho cái nhà, Chúa cho cái giếng, vân vân. Những điều đó tôi xin thưa rằng
đức tin đó không phải là đức tin của một cái cây mà Chúa ví chúng ta ở Chúa trồng trong nhà của Chúa. Nhưng đức tin đó là đức tin của gì? Của cỏ. Xanh tươi lắm, nói nhiều lắm. Những người mà nói càng nhiều, nói tôi yêu Chúa hết cuộc đời, những người mà hô hào tung hô nhiều, thì những người đó là ra khỏi nhà Chúa trước hết đó. Tôi có căn cứ nói cho quý vị điều đó. Đó, những người mà từng tung hô Chúa nhiều nhất, chứng tỏ tôi là yêu Chúa nhiều hết, chứng tỏ tôi là người mà thiêng liêng nhất, chứng tỏ tôi là người thuộc linh cao nhất, những người đó bỏ Chúa trước hết. Bởi vì sao? Khi họ công bố trước hội thánh rồi, tôi thề, tôi theo Chúa cho đến trọn đời. Tôi thề cuộc đời này, tôi giao cuộc đời tôi cho Chúa. Chúa là trên hết, Chúa là hết tất cả cuộc đời của tôi. Nói thì nghe hay lắm. Khi quý vị nói, Chúa nghe, Chúa nhận lời. Ma quỷ nó cũng nghe, phải không quý vị? Và nó nghe thì nó làm gì? À, mày nói ngon quá ha. Ta thử một cái coi thêm mày có đúng y như cái lời nói hay là không. Và ma quỷ nó đem thử thách đến liền. Mà Chúa cũng cho phép nữa. Vậy con nói hay quá, ta cho ma quỷ đến xem thì con có nói đúng y như cái lời mà con đã nói hay không? Có làm đúng y như vậy hay không? Và khi mà thử thách tới thì sao? Thất bại, xa cách Chúa. Đó. Cho nên tôi nói với ông bà chị em rằng đức tin đặt nơi Chúa là đức tin bằng máu, đức tin bằng thịt, đức tin bằng tâm hồn, đức tin bằng tâm linh, đức tin mà cả hồn, linh, thể, xác này phải ở trong Chúa Jesus Christ. Đó mới là đức tin mà Chúa mong muốn. Chứ đừng đến với Chúa bằng những cái điều tạm bợ trên đời này. Cảm ơn Chúa vì tại nơi đây tôi tin những người còn lại là những người là hạt giống. Đừng có nghĩ đến bốn loại đất. Chúa nó có ví dụ bốn loại đất phải không quý vị? Đó. Thì chỉ có một loại đất tốt thôi. Còn ba loại đất là thế nào? Không có tốt. Đất bụi gai, rồi đất đường đi, rồi đất gì đó. Đất đá sỏi v.v. Bỏ qua mấy cái đó đi. Không cần phải nghĩ đến nữa. Nhưng mà hãy nghĩ đến một phần đất tốt thôi. Bởi vì sao? Vì đất tốt ấy sẽ sinh ra cho Chúa bao nhiêu? 30, 60 và 100 hột giống. Đó. Cho nên cái phần tử mà đến mà như gai, hay là như đá sỏi, hay là như đá dọc đường, nó ma quỷ thai đi hết rồi. Bỏ, không cần thiết nữa. Nhưng mà hãy nghĩ đến, hãy chú ý vào những cái số còn lại trong nhà của Chúa. Vì chính những người ngồi tại đây sẽ là những người làm cho hội thánh Chúa mỗi ngày sẽ thế nào? Lớn mạnh lên. Đó. Hàng trăm người sẽ đến đây vì cớ quý vị, chứ không phải vì cớ những người đã ra đi. Họ đi, chúc cho đi bình an. Không sao hết. Quý vị. Tôi vẫn lại đến hội thánh Chúa. Muốn đi, ok, chúc cho đi bình an. Đi ra đừng nói xấu thì được. Mình ngộ lắm quý vị, sao đi ra là nói xấu à? Ngộ vậy đó. Giống như là không dí dầu rồi đi không được hay sao vậy đó, phải không? Ở Cà Mau mình có cái từ là dí dầu đó. Hồi đầu tôi không hiểu, tôi nói là dí dầu là cái gì đó. Vì tôi người Quảng Nam mà là dí dầu là có nghĩa là kiếm cái cách để làm gì, tạo nên cái mâu thuẫn để mà ra đi. Cho nên tôi xin thưa hội thánh, chúng ta là cây Đức Chúa Trời trồng trong nhà của Chúa, chứ không phải là cái đám cỏ mọc lên xanh tươi hương thịnh nhưng cuối cùng thì nó lại thế nào? Bị khô héo một sớm một chiều. Rồi, cho nên nói cỏ rồi nha. Rồi, bây giờ mình nói cây. Cây chúng ta sẽ xem ở trong câu 12. Quý vị có thấy cỏ với cây nó khác nhau không quý vị? Khác lắm. Bây giờ cây nghe. Mà Chúa không ví mình là cỏ, nghe chưa? Mà Chúa nói mình là gì? Là cây. Đó, câu 17. Người công bình sẽ mọc lên như cây gì? Cây chè. Đó. Chúng ta ngồi đây là những người công bình của Đức Chúa Trời. Hãy nói với Satan rằng ta là người công bình của Đức Chúa Trời. Ta không sợ hãi gì hết. Hỡi Satan, hãy lui ra khỏi đời sống của ta, của hội thánh Đức Chúa Trời. Tôi nói bây giờ quỷ nó chạy hết rồi. Bởi vì mình nhân danh Chúa Jesus Christ, mình là người công bình của Chúa, mà quỷ nó thao lùi. Đó. Và cảm ơn Chúa, Chúa nói ra nè, đời sống của chúng ta mọc lên như cây kè. Cây kè là cây gì quý vị biết không? Cây kè là cây gì? Cây kè là cây chà là đó. Đúng không? Cái cây đó mọc ở vùng Trung Đông mới nhiều hơn. Việt Nam mình có mấy cái dọc đường đó. Cái cây mà nó có nhiều cái mắt ở dưới đó. Nó, biết không? Ở cây chà là đó, cây chà là đó. Nó tỏa cái bóng mát. Cây chà là này á, nó có một cái biểu tượng là cái gì biết không?
là cái sức sống mãnh liệt. Vì nó được sống ở đâu? Ở sa mạc, đúng rồi quý vị. Ở sa mạc là cát không à. Tôi đã đến rồi, tôi được một lần đi Dubai, đi đến đó là trong giữa một khoảng cát mênh mông. Cái cây mà sống được ở đó chỉ có cây chà là mà thôi. Bởi vì sao? Vì cái rễ nó đâm sâu lắm. Nó đâm sâu vào trong lòng đất như vậy thì nó mới có nước. Ngày nay thì là nhân tạo thì người ta có bơm nước nhân tạo lên. Nhưng mà ngày xưa là nó sống trơ trọi nó giữa cái sa mạc như vậy đó. Nên quý vị là Chúa nói rằng những người công bình của Chúa là đời sống giống như cây chà là. Thứ nhất là nó sẽ chịu được sự khắc nghiệt của sa mạc. Con cái của Chúa không có được miễn trừ cái thử thách đó nghe quý vị. Con cái Chúa không được miễn trừ thử thách, quý vị nhớ điều đó. Không phải tôi tin Chúa rồi con là một bước tôi lên mây đâu, không có đâu. Chúa có thể đổi đời quý vị. Chúa có thể làm cho chúng ta từ chỗ nghèo khó trở nên đầy đủ, từ chỗ bệnh tật trở nên lành lặn, từ cái chỗ tội lỗi trở nên tốt lành. Nhưng việc Đức Chúa Trời làm là việc của Chúa. Còn chúng ta phải như là cái cây chà là ở trong sa mạc. Con sẵn sàng để làm gì? Theo Chúa, dù con đang ở trong sa mạc. Cây chà là ở trong sa mạc đó có nước, nó vẫn có sự sống. Sự sống nó sâu. Và quý vị ơi, nếu con cái của Chúa mà không có một sự sâu nhiệm trong lời của Chúa, rớt hết quý vị ơi, rớt hết. Đúng không? Bởi vì những tôn giáo khác nó dễ lắm. Bởi vì tôi đến, tôi nói quý vị không phải là tôi dám nói xấu mấy người mà Thiên Chúa giáo đâu. Quý vị đến với người Thiên Chúa giáo bảo họ đọc một câu kinh thánh thử là tôi không biết họ có đọc được hay không. Tôi cho là đạo dòng đó. Bởi vì sao? Họ khỏe quá. Họ chỉ đi cầu kinh, thuốc ngại đi cha làm để họ đi xem thôi. Họ đi xem cho đó coi như mình. Một sư bắt học muốn xỉu luôn á. Bên hội thánh tôi là học nhiều lắm. Và thánh thứ ai tôi cũng thấy học rất là nhiều phải không quý vị? Tại sao mình học? Bởi vì mình muốn có một cái rễ nó đâm sâu vào ở đâu? Ở trong lòng đất. Để chính cái rễ đó sẽ nuôi cái thân lớn lên bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Và cái biểu tượng thứ hai của cái chà là đó là cái gì? Ngoài cái sức chịu đựng ở trong sa mạc rồi, nó còn cho cái trái rất là ngọt. Đời sống con cái của Chúa cũng vậy. Ngoài cái sự chịu đựng thử thách thì đời sống người đó phải chi đem đến sự ngọt ngào cho anh em mình, đem đến sự ngọt ngào cho mọi người xung quanh để danh Chúa được vinh hiển. Amen không quý vị? Amen, xin lỗi. Ở đây bên đó cũng làm việc nhiều rồi mới đi, thành thử xin lỗi hội thánh nha. Bây giờ ta tiếp tục. Như vậy thì tôi thưa hội thánh rằng buổi sáng hôm nay chúng ta có hứa với Chúa rằng con sẽ trở nên một cây kè trong nhà của Chúa hay không? Có sẵn sàng không quý vị? Nếu sẵn sàng như vậy thì dù buồn cũng phải hầu Chúa, không được bỏ cuộc nghe chưa quý vị? Những người mà buồn một sự bỏ cuộc là những người đó không phải là cây kè trong nhà của Chúa. Chỉ cây cỏ thôi. Buồn là cái như là nắng lên là khô thôi. Người nào mà buồn anh em ở trong hội thánh mà bỏ không đi nhà thờ, người đó cũng là cái cỏ thôi chứ không phải là cây kè ở trong nhà của Chúa. Tôi nói rằng một cây kè của Chúa dù một sư có đuổi tôi cũng không đi. Bởi vì sao? Đây là nhà của Chúa. Đó. Tôi đến đây tôi thờ phượng Chúa chứ tôi thờ phượng ông. Ông đuổi tôi không đi. Ông không có quyền đuổi tôi bởi vì tôi là con của Chúa chứ phải con của ông. Đó là cây kè trong nhà của Chúa đó quý vị. Chưa chi cái như cây cỏ vậy đó. Nắng chút lại cái quẻo mất tiêu luôn. Chạy. Mà tôi thưa quý vị rằng cái cây cỏ đó không có làm gì được cho Chúa cả. Nói thật quý vị. Cũng tiếp thêm cho những cái sự việc mà tôi tin là Chúa không có hài lòng đâu. Ta đã chọn con nơi đây rồi. Đây là cái ta đặt phần thách ta trên đá này rồi. Tại sao không neo chặt đức tin con ở trong Chúa và cùng với anh em con khắc phục khó khăn? Đệ tử của Chúa có gì sai thì mình nói chứ. Là bởi vì sao? Họ có phải là thánh đâu mà không sai. Đúng không quý vị? Đó. Nhà tôi đã nhiều lần xin lỗi hội thánh lắm. Đúng đó. Tôi nóng, tôi xin lỗi. Và hội thánh sẵn lòng tha thứ. Như vậy cũng có người đi đấy quý vị. Xin lỗi rồi vẫn có người đi. Đi ra còn nói ông tơi bời hoa lá hết.
phá hội thánh, đem người đi tù lưu hết. Tôi cũng không ngán đâu, tôi không sợ đâu. Chúa đem người này đi, Chúa đem một người đi, Chúa đem 10 người khác tới. Mừng quá, cái gì ơi. Nên nói Chúa ơi, ai mà con thấy, Chúa thấy không có ích lợi cho nhà Chúa đem đi cũng được, mà Chúa cho con lại gấp đôi vậy là con ok, con mừng rồi đó. Tôi tin Chúa làm như vậy được quý vị. Chúa đem đi những cái điều mà Chúa thấy không có hài lòng, mình không hài lòng, mà chính anh em ở với mình họ cũng không hài lòng, thì Chúa sẽ đem đến mình những người khác. Bởi vì chúng ta hãy nói rằng tôi là một cây kè trong nhà của Chúa, dù vui dù buồn tôi vẫn hầu việc Chúa. Đó, đúng không quý vị? Đó, dù đau ốm bệnh tật hay là mạnh khỏe, tôi vẫn hầu việc và thờ phượng Đức Chúa Trời. Dầu tôi giàu, dầu tôi nghèo, dầu tôi gặp bất kỳ cái nghịch cảnh nào, tôi vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời của tôi. Không ai có quyền cấm tôi điều đó, không ai cản tôi điều đó cả. Cho nên hội thánh Chúa là nơi mà Chúa đặt cái viên đá đó, để một sự kỷ niệm đó. Đây là Bethlehem đó, tôi nói giảng cho quý vị rồi đó. Đây là Sichem. Nên là ông Abraham, ông Isaac, ông Jacob, ông đi đâu ông cũng quay lại cái Bethlehem cuộc đời của ông hết trơn đó quý vị ạ. Đọc Kinh Thánh xong thấy ký thấy không? Đó, dù đi qua Ai Cập lánh bị đói đi qua, dù qua Philippines đói, nhưng mà cuối cùng cũng phải đâu? Phải quay trở về Canaan là xứ có cái hòn đá Bethlehem nằm ở đó. Tôi công bố điều này. Tất cả những người ra đi sẽ trở lại hội thánh của Chúa. Khi họ trở lại là trở lại một con người mới hoàn toàn. Đi ra ngoài ma quỷ nó dập quá rồi. Đâu có được cái sự bảo bọc yêu thương con cái của Chúa đâu. Cho nên sẽ quay trở về, đó là điều chắc chắn. Hội thánh tôi cũng vậy, đi đã rồi cũng về à. Là bởi vì sao? Là bởi vì tôi nói quý vị là nơi Chúa chọn cho mình rồi á, thì không có nơi nào tốt hơn đâu. Không có nào tốt hơn đâu. Dù có gì đó nó bất hòa xảy ra, xin Chúa cho chúng ta dùng dây yêu thương, cái xích hòa bình mà xích nhau lại. Chứ có đâu mà buồn cái ra đi cái nó buồn kinh khủng luôn. Mà hội thánh tư gia chúng ta lại có khuyết điểm đó đó quý vị. Qua hội thánh truyền thống đi quý vị thấy không? Hầu việc Chúa, lăng xả hầu việc Chúa, có mâu thuẫn với ban chấp sự, mâu thuẫn với ban mục sư, mâu thuẫn với bất kỳ ai, họ đó là không quan trọng. Quan là tôi không có mâu thuẫn với Đức Chúa Trời thì thôi. Tôi đến nhà Chúa, tôi thờ phượng Chúa. Đó. Chứ không có gì mà nỗi lo hết. Ông nói lời Chúa cho tôi thì tôi nghe. Nếu ông chỉ trích tôi thì Chúa xử ông, tôi cũng không xử ông. Mà lần nào mà Chúa dạy tôi thì tôi nghe. Đó thôi, đó là thái độ của những người nào là cây kè trong nhà của Đức Chúa Trời, vững vàng trong đức tin, đâm sâu rễ vào ở trong lòng đất để hút nhựa sống mà mạnh mẽ như vậy. Và cái điều cuối cùng tôi muốn là quý vị phải là những người thế nào? Có cái trái ngọt như cái trái chà là như vậy. Quý vị ăn trái chà là chưa? Có rồi, phòng nó ngọt, nó ăn không được. Tức là tôi rất ăn ngọt vì tôi sợ mập, như quý vị thấy không? Nó ngọt khủng luôn đó quý vị. Đó, mà nó ngon lắm, ngon, thật sự ngon, rất là ngon. Tôi chúc cho Thánh Chúa tại nơi đây, quý vị sẽ là những người rất là ngọt ngào. Tôi thương hội thánh ở đây vì cái sự ngọt ngào của quý vị đó. Tôi thích ngọt lắm, tôi thích ngọt ngọt chứ tôi là tôi gì cũng được hết trơn. Tôi thích lắm, tôi thích những người ngọt ngào lắm. Và người Cà Mau là ngọt dữ nữa, nghe chưa? Vâng. Cho nên khi mà tôi đến người Cà Mau đó, tôi các cái bài hát mà tôi thuộc luôn quý vị. Đó là bài Người Cà Mau dễ thương vô cùng, không quý vị? Dễ thương lắm luôn á, tôi nói người Cà Mau dễ thương lắm. Cho nên tôi mới dám bỏ quê hương của tôi là Quảng Nam, Đà Nẵng đó. Cho nên gắn bó với quý vị 32 năm rồi đó quý vị. Và cảm ơn Chúa dùng tôi. Bây giờ nó thật vì tôi cũng giống người Cà Mau rồi. Cái bản sắc của người Quảng Nam vậy nó cũng hết rồi. Chỉ còn tiếng nói lâu lâu có một vài tiếng nó còn động lại. Chứ quý vị biết tôi là người Quảng Nam thôi. Chứ còn cái cách ăn, cách ở, cách nói cũng y như quý vị vậy đó. Cho nên tôi thích lắm, tôi thương, tôi thấy sự ngọt ngào ở tại nơi đây. Người mình cái ngộ ha, ăn cũng ngọt. Nấu. Tiếu nó ngọt chi mà nó ngọt. Rồi vậy nữa, nhất là nấu cà ri. Ngọt. Quá ngọt. Đó. Mà không ngọt không được. Mà không ngọt thì không phải là cà ri. Đó. Nói không ngọt không phải là người Cà Mau. Nấu không ngọt không phải là người Cà Mau. Phải không? Đó. Sống ngọt ngào là bản chất của người Cà Mau. Đó. Và tôi chúc cho quý vị như những cái trái chà là như vậy đó. Nghe chưa? Đem đến sự ngọt ngào cho những người xung quanh. Amen. Rồi. Bây giờ cái cây thứ hai mà Chúa ví chúng ta là lớn lên như cây hương nam ở trên ly bàn. Cây hương nam là cái cây nó lâu đời,
là cái gỗ quý đó, nó là gỗ quý. Mà muốn có gỗ quý thì cái cây nó phải thế nào? Nó lâu năm mới có gỗ quý chứ. Nó đúng rồi phải không? Mà nó phải mọc ở trên núi. Bởi vì mọc trên núi không mai chặt nó mới lâu năm được. Thế mà những cái đồi ta tè cho nên là lần lần người lên nó chặt hết. Đó. Cho nên Chúa ví chúng ta thế nào? Cho nên là cái người công bình đó thì sẽ như là cái cây mà Chúa đem về trồng ở trong nhà của Chúa. Mà cái sức lớn của nó giống như là cái cây hương nam. Hương nam là cái cây thế nào? Được ở lâu trong nhà của Chúa. Đúng không? Cái cây mà được thế nào? Nó trưởng thành ở trong nhà của Chúa. Đó. Rồi thế nào nữa? Nó có sự trường tồn ở trong nhà của Chúa. Rồi mới đem kết quả cho người khác được chứ. Đó. Tôi nói quý vị, nếu muốn trở thành một mục sư á, hôm nay tin Chúa, ngày mai làm mục sư có được không? Không bao giờ được. Dù anh có muốn, anh có giỏi, anh cũng không bao giờ được. Tôi cho anh là một đại gia đi, anh giỏi tất cả mọi lĩnh vực đi, nhưng mà xin thưa là anh không học thần học thì không bao giờ anh giảng được hết. Đúng không quý vị? Đó, đó phải nói, anh giỏi mặt này, anh không thể nào am tường kinh thánh để mà giảng dạy cho con cái của Chúa. Nếu anh là một tiến sĩ về văn chương, tiến sĩ về toán học, nhưng nếu mà anh mới chỉ tin Chúa trong một vài tháng hay là một thời gian ngắn thôi, thì cũng không bao giờ anh trở thành một mục sư tốt được hết. Ngày hôm nay, có những người tưởng rằng mình có tài sản nhiều. Okay. Rồi mình có bằng cấp nhiều của xã hội, rồi mình có địa vị nhiều xã hội, mình có thể chăn bày chiên của Chúa. Nhưng ngài xin thưa ngay quý vị, xin thưa quý vị rằng người mà chăn bày chiên của Chúa là Chúa chọn, chứ không phải người đó chọn đâu. Người đó chọn bất quá chỉ đến được sự bất hòa trong hội thánh mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa không bảo chúng ta là phải như đã lôi ra, mà Chúa bảo chúng ta phải làm gì? Phải đi ra. Đi ra ngoài kìa. Còn có biết bao nhiêu người chưa tin Chúa kìa. Hãy ra đi, rao giảng tin lành. Chứ Chúa không nói hãy đến hội thánh lôi ra mới thành lập hội thánh. Chúa không bao giờ lập hội thánh trên hội thánh của Ngài. Phải hiểu điều đó. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta có bề dày của cuộc đời là chúng ta có bề dày của sự hầu việc Chúa và trở nên tôi tớ của Chúa. Hầu việc Chúa, quý vị ơi, là một sự hy sinh vô cùng đó quý vị ạ. Không phải là đến đây đó. Thật ra thì ví dụ các mục sư ở bên hội thánh tư gia này, có mục sư nào có lương đâu. Hội thánh xin may là mỗi tháng phải cung cho mục sư 10 triệu, đó là ở thành phố. Nông thôn là phải 4 triệu. Thì cái đó họ cũng xứng đáng hưởng thôi. Bởi vì người đạp lúa thì phải, con bò đạp lúa thì phải được ăn cỏ. Nhưng mà hội thánh tư gia, hội thánh tôi, hội thánh mục sư Bảo, tất cả hội thánh tư gia, chúng tôi chưa hề nhận một đồng lương của hội thánh. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa cho chúng tôi bày tự gây nảy nên. Bên kia là mục sư thuyên chuyển, mà sao bày của hội thánh, rồi họ tới họ đó họ ở, họ trở thành những người chăn, mà chăn giống này, chăn mà Chúa giao cho được đi chỗ này chỗ kia chăn. Mình không dám nói họ là chăn thuê, nhưng mà nó là họ đi chỗ này chỗ kia chăn bày của Chúa. Còn hội thánh tư gia là hội thánh tự lập bày của mình, nuôi bày lớn lên. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên ở đây không có sự thuyên chuyển, bởi vì chúng tôi những người lập bày là những người sáng lập ra hội thánh Chúa. Chúa là chủ, chúng tôi là những người mở ra. Cho nên tôi nói như vậy để làm gì? Để quý vị thương đầy tớ của Chúa nhiều hơn. Đó. Cộng tác đầy tớ của Chúa nhiều hơn. Đó. Có khi nhiều việc quá rồi ổng quẩn đi, rồi nó hơi nóng một chút. Đâu có sao đâu quý vị. Đâu có sao đâu, phải không? Ai mà không nóng? Nóng là ai không sai? Đó. Sai thì sorry chứ có gì đâu. Tại sao những cái lời, những cái điều tốt lành người ta làm cho mình không nhớ? Đó. Những lời nói làm không nhớ. Những khi mà mình bệnh, mình tật, ta cầu nguyện cho mình muốn đổ một hô sôi nước mắt đây, không có nhớ đâu quý vị. Chỉ chích một câu là nhớ cái câu đó hoài luôn. Đúng không? Đừng như vậy nữa. Đừng như vậy. Hãy là những cây hương nam ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Những cây mà được mọc rễ sâu, những cây mà được ăn đâm chồi nảy lộc đến một cây gỗ quý trong nhà Đức Chúa Trời. Mà muốn trở thành gỗ quý thì phải bỏ đi những cái cỏ rác ven đường đi chứ.
Cứ ôm nó hoài trong người, làm sao trở thành một cây cổ thụ được, làm sao mà thành cây cao bóng cả trong nhà của Chúa được, làm sao trở nên một đầy tớ của Chúa xuất sắc cho Chúa được, làm sao trở nên một tay đánh lưới người giỏi cho Chúa được, làm sao là trở thành một chiến sĩ mà đi là xông pha nơi và chiến trận với ma quỷ nha quý vị. Nó khó lắm quý vị ơi. Cho nên tôi kính chúc cho hội thánh Chúa tại nơi đây, quý vị sẽ có được sống như cây hương nam. Nó mọc ở trên núi Liban. Núi Liban là núi cao của Israel. Đó, nó nằm ở phía bắc Israel. Đó. Quý vị sẽ là những người có tầm cao ở trong nhà của Chúa, được đặt trong cái tầm cao của nhà của Chúa. Chứ đừng có lẹt đẹt đi theo những con người mà có một chút tiền bạc đi ra đó. Cái đó là cỏ. Tôi nói quý vị như vậy. Những người mà nhìn xem có ai cho đồng bạc nào không? Xin thưa, đó là những thứ cỏ. Mà cỏ đó thì cái như là xanh tươi vậy thôi, có chút đỉnh rủng rỉnh vậy thôi, nhưng mà phần của nó chỉ là gì? Trong hồ lửa mà thôi. Không, nó chỉ biết tiêu diệt thôi, không có giá trị gì hết. Chúng ta sẽ là những cái kè, những cái hương nam ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta được đặt ở trên núi Liban, là nơi cao chứ không phải nơi thấp. Chúng ta không nhìn xuống những cái đáy giếng mà tìm thấy nó có nước cái gì hay không. Không cần. Mà chúng ta phải tìm gì? Tìm sự ban cho thiên thượng. Hãy ngước lên thì tiếp trợ đến từ đâu? Từ Đức Giê-hô-va. Và nơi đó, nơi Si-ôn là nhà của Đức Chúa Trời. Nơi Si-ôn là hội thánh của Ngài. Tôi nói điều này rất là đúng như quý vị. Tôi thấy bây giờ kinh nghiệm hội vụ Chúa bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi thấy này nè. Những người nào sống ngay thẳng như những cây kè, những cây hương nam trong nhà Chúa, tự khắc Chúa cho họ sung sướng rồi, tự khắc Chúa cho họ đầy đủ rồi, không cần phải họ đi nhìn vô ái chứ á. Còn tại sao mà tin Chúa bao nhiêu năm rồi mình vẫn khổ, mình vẫn nợ, mình vẫn bệnh, mình vẫn nó xì xìa nở như vậy là tại sao? Vì chính đời sống mình chưa có trở nên như cây kè và cây hương nam trong nhà của Chúa. Xanh tươi như cây cỏ vậy thôi, nhưng mà thế nào? Sẽ bị tàn rụa theo cái nắng. Mưa quá cũng mục, nắng quá thì cháy. Cái người có đức tin mà cái nhìn về vật chất nó cũng y như vậy đó quý vị. Thiếu chút là than, đúng không? Nghe chút là kêu như là mục sư phải có trách nhiệm lo cho tôi. Nhà tôi dột rồi mục sư ơi. Ôi tôi nói, ở nhà dột xong kêu Chúa đi kêu mục sư. Đó. Còn tôi nói còn cái tình trạng này nữa quý vị. Nói thật quý vị, xin thưa quý vị xin lỗi nha. Cái nhà chưa sập giật cho sập đi rồi bảo mục sư cái nhà tôi sập rồi. Có luôn quý vị. Tội nghiệp mục sư quá ha. Nhưng mà Chúa đâu cho mục sư nào nghèo đâu. Tôi nói quý vị nghe chứ, tại sao Chúa cho mục sư là không có nghèo? Vì ông nghèo lấy chi ông ban cho. Ông nghèo lấy chi ông giúp đỡ. Cho nên Chúa gửi tiền cho ai là Chúa cũng chọn người rồi đó quý vị. Đúng không quý vị? Chúa chọn đó. Chúa chọn mặt gửi vàng mà, phải không? Nên Chúa sẽ nghĩ đến những người có lòng ngay thẳng. Đó. Rồi trở thêm những cái cây cứng cáp trong nhà Chúa, trường tồn của Chúa và tỏa ra hương thơm đấy. Cây chà là cho trái ngọt. Cây hư Liban, gọi là cây bá hương đó, là nó thơm lắm, gỗ nó quý mà nó thơm nữa. Hội thánh Chúa tại Thiên Ái sẽ là những cây kè, những cây hương nam. Amen. Rồi, chúng ta vỗ tay hoan nghênh lời của Chúa đi. Và tôi hy vọng rằng hội thánh Chúa tại nơi đây sẽ lớn mạnh mỗi ngày như cây hương nam trường tồn ở trong nhà của Chúa. Này, câu 13, những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Ui, câu này hay lắm quý vị nha. Hay không quý vị? Bây giờ quý vị có thể chia sẻ cho tôi một chút cái này Chúa nói là sao? Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va. Vậy Chúa ví mình là cái gì đây? Cây hay là cỏ? Cây, đúng rồi. Ai mà trồng cỏ? Cỏ là tự nó mọc thôi. Còn người ta muốn trồng cầm trỏ kiển là chuyên ngành cho vui thôi, chứ cũng không có ích lợi gì cho đẹp thôi, chứ không cho cái trái nữa. Không có cái cỏ nào cho trái trần hết quý vị ạ. Đúng không? Cho đẹp thôi. Đẹp chút thôi mà nó cũng, mà mưa nắng thì nó cũng tàn, nó cũng úng hết trơn. Mà Chúa nói là chúng ta là những cái cây. Ngày xưa cái cây nó mọc hoang sơ, nó mọc tùm lum rồi đó. Nhưng mà Chúa là Chúa đem về, Chúa trồng ở trong nhà của Chúa. Ngày xưa chúng ta sống thế nào? Pha trộn với đời, giữa dòng đời mênh mông, chúng ta cứ chạy vòng trong đó thôi. Đó. Lẫn quẩn với một cái dòng đời tối tăm mù mịt thờ cúng. Bệnh không đi bác sĩ thì nó chưa biết Chúa thì có đâu mà đi đến Chúa. Mà đến ai? Đến thầy cúng.
Ủa, ổng đâu có biết gì đâu, ổng còn chết, ổng còn bệnh đó, làm sao đem thầy cúng chi, đúng không? Đó, nhưng mà vẫn tốn tiền. Rồi bây giờ biết Chúa rồi, đến Chúa, ok, tốt, không? Chúa ban, Chúa chữa lành, Chúa dùng mọi cách để Chúa chữa lành. Với tôi cứ quan niệm một cách rất là thoáng rằng là dù chúng ta có bác sĩ chữa lành chúng ta, thì đó là cách mà Chúa chữa lành cho chúng ta. Tôi không bao giờ từ chối bác sĩ, bệnh là phải tới bác sĩ, bởi vì họ là công cụ Chúa dùng để mà chữa bệnh cho chúng ta. Hiếm chi người đến bác sĩ đâu có được lành. Đến bác sĩ cũng chết, đúng không? Nhưng mà tại sao mình đến bác sĩ mình được lành? Vì bác sĩ chữa, bác sĩ lo thuốc, lo thang là cái phương tiện. Nhưng mà sự chữa lành là của ai? Của Chúa. Chúa không chữa mình cũng chết, có 10 bác sĩ cũng chết, 100 bác sĩ cũng chết, đúng không? Cho nên mình cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi không từ chối bác sĩ, tôi không từ chối thuốc, nhưng mà tôi tin rằng mọi cách Chúa dùng để chữa lành cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận. Chúa dựng nên cây lá xung quanh để phục vụ chúng ta, mà chẳng qua là mình không có biết cái cây nào là cái cây đúng với cái bệnh của mình, đúng không? Mình không biết cái người nào là, không biết cái loại thuốc nào, cái kháng sinh nào sẽ hợp với cơ thể của mình. Thì Chúa dùng mấy người khôn hơn chút đó, khôn hơn mình chút là nghiên cứu rồi đó. Họ làm gì? Họ chữa cho mình. Không sao chứ, đó là việc của Chúa làm. Chúa khiến họ phải làm để mà làm gì? Chữa lành. Cho nên cách nào là cách của Chúa? Chúng ta chỉ biết khi bệnh là Chúa ơi, con tin rằng Chúa sẽ chữa lành con. Còn cách nào là cách của Chúa? Phải không quý vị? Đó. Cho nên đây là những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va. Chúa đem chúng ta từ cái chỗ bệnh tật, chỗ xấu xa, những chỗ mà phải nói là rất là tồi tệ. Tôi nói xin thưa quý vị, có những người trước khi tin Chúa là những người đĩ điếm nữa. Có không quý vị? Có luôn. Hội thánh tôi cách đây khoảng 5 năm, 5-10 năm, khi mà thế hệ tôi bắt đầu hầu việc Chúa, có các em đến nó khóc, khi cầu nguyện kiêng ăn nó khóc, khóc dữ lắm. Là nó biết cái quá khứ lỗi lầm của nó. Nó đã từng làm gái, nó đã từng làm thì cái việc rất là xấu xa, không ai biết. Nhưng mà khi tôi cầu nguyện cho các em rồi, giải cứu xong rồi còn sao được. Và tôi công bố rằng các con đã được Chúa phục hồi trinh nguyên trở lại. Thân phận của con không phải là một cô gái điếm nữa. Con sẽ không còn mặc cảm tội lỗi của mình nữa. Con không có mặc cảm về những cái xấu xa trong quá khứ của con nữa. Ngay giờ phút này con phải hứa với Chúa rằng con sẽ có một đời sống như Chúa đã dạy con trong Kinh Thánh. Không còn vướng bận vào những cái việc đó của thế gian nữa. Và con công bố rằng con đã được phục hồi sự trinh tiết, mặc dù thể xác này không còn trinh tiết nữa. Nhưng mà trong danh Chúa Giê-xu, địa vị của con được phục hồi. Con được trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi. Và tôi chúc phúc cho nó, các con sẽ có những người chồng rất là tử tế. Và quý vị ơi, thật, thế hệ đó, 8 đứa dạy thiếu nhi, tôi xin nói, tôi xin lỗi quý vị là, tôi biết là không có đứa nào mà con mà nguyên vẹn chứ. Mà bây giờ, 8 đứa đều có gia đình rất là hạnh phúc. Nó trở lại hầu việc Chúa, nó đi hội thánh khác nó cũng hầu việc Chúa. Nó trở thành những hạt nhân xuất sắc ở trong hội thánh của mà nó đến. Nhiều đứa đi qua tới Hàn Quốc cũng hợp Chúa bên Hàn Quốc luôn. Tại vì sao? Bởi vì cái cây đó Chúa trồng nó trong nhà của Chúa rồi. Không phải do tôi đâu, mà do Chúa trồng nó ở trong nhà của Chúa. Chúa đem nó về từ cái nơi mà hoang vu, rừng rú, mà rậm rạp rồi âu tối đó về trong nhà của Chúa. Và khi Chúa trồng rồi thì Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ làm cho nó trổ bông. À, sẽ trổ bông gì nữa quý vị? Trong sẽ trổ bông trong hành lang. Hay lắm, cái từ hành lang này hay lắm quý vị. Tại sao Chúa không cho trổ bông trong nhà mà Chúa đặt họ mà mình ra ngoài hành lang? Đúng rồi, hoa đẹp là phải được khoe ra. Amen không quý vị? Đó. Một đời sống đẹp của con dân Chúa phải đặt trước hành lang là phải được khoe ra cho mọi người nhìn thấy. Vì chúng ta ở trong nơi chí thánh này, mình nói ngày xưa đó, đền thờ bây giờ thì không có nơi chí thánh nữa, thánh nơi nào cũng là chí thánh hết. Vì Chúa Giê-xu đến rồi thì huyết của Chúa bao phủ trên nơi nào cũng là chí thánh hết. Nhưng mà ngày xưa đó, là ngày xưa trong thời kỳ cựu ước thì đây là nơi chí thánh này. Thầy tế lễ đứng, mà tôi đàn bà là không được đứng rồi đó. Ân điển Chúa cho, phải không? Rồi đến đó là nơi gì? Nơi thánh. Và đó chỉ có con dân Chúa biết thôi. Phải không quý vị? Thờ phượng Chúa, cầu nguyện, có bàn trần thiết, có bánh tiệc thánh, hay là có đàn nhạc khí, hay là cái gì đó, đủ thứ hết trong nhà Chúa để thờ phượng Chúa đó, thì cũng là con dân Chúa thấy thôi. Chứ mà người ngoài đâu có thấy. Những người đứng ngoài hành lang đâu có thấy. Bây giờ quý vị ngồi đây nè,
Đó. Người ngoại có thấy được chúng ta thờ phượng Chúa không? Không, không, không thấy được đâu. Nhưng mà muốn cho người ta thấy thì mình phải làm gì? Đi ra ngoài hành lang. Mà có ai đâu mà thờ phượng Chúa ngoài hành lang? Đúng không quý vị? Ai cũng muốn vào nhà Chúa hết trơn. Mà tôi nói đây này, quý vị hiểu nè, để biết cái sự sâu nhiệm của lời Chúa này. Khi chúng ta thờ phượng Chúa tại đây, khi chúng ta dùng những nhạc cụ, nhạc khí ở tại nơi đây, khi chúng ta dâng hiến tại nơi đây, khi chúng ta dự tiệc thánh tại nơi đây, là lúc mà danh Chúa được vinh hiển ở ngoài hành lang. Vì không có nơi đây, danh Chúa sẽ không được vinh hiển ngoài hành lang đâu quý vị. Làm sao có được? Một đời sống mà nói tôi tin Chúa, tôi ở nhà, tôi thờ phượng Chúa. Tôi xin thưa quý vị, đó là một sống không có sự trổ bông trong hành lang nhà Đức Chúa Trời. Ở trong gia đình mình thôi. Chúa không muốn như vậy đâu. Chúa muốn chúng ta phải được thế nào? Trổ bông trong hành lang, tức là được khoe ra cho mọi người cùng thấy. Mà muốn có cái khoe ra thì phải có cái ở trong mới có khoe ở ngoài được. Phải có sự thờ phượng như thế này mới có cái ngoài nó, danh Chúa mới được vinh hiển. Chúa mới làm cho đời sống tâm linh chúng ta thế nào? Mạnh mẽ lên. Được nuôi dưỡng ở đây thì nó mới trổ bông. Một cái cây quý vị, nó được nuôi dưỡng từ đâu quý vị không? Từ lòng đất, dưới đất á. Có ai nhìn thấy cái cây ở dưới đất không? Không ai thấy nó nằm dưới đất hết trơn á. Cái rễ cây không ai thấy hết. Nhưng mà nó được khoe ra ở đâu? Ở trên cái cây. Và nó vượt ra ngoài. Và nó ở đâu? Ở trên mặt đất. Sự thờ phượng Chúa ở đây người ngoài không có thấy. Đây là toàn con cái Chúa thấy nhau thôi. Chúa thấy thôi, người ngoài nó có vô đây đâu mà thấy đâu. Mà khi vô đây là họ tin Chúa rồi, đúng không? Nhưng mà sự vinh hiển của Chúa sẽ được thế nào? Trổ ra, sẽ được bày tỏ ra, sẽ được vinh hiển, được vang dội ra là ở đâu? Ở ngoài hành lang, ở ngoài Chúa. Cho nên đời sống con cái của Chúa nghe quý vị, chúng ta phải trổ ra cái hương thơm của Đấng Christ cho mọi người. Khi nhìn một người tin Chúa tốt, ta nói, ồ, ông đó tốt quá. Từ ngày tin Chúa ông tốt, như cái anh ở sáng mà nói cái bài đó. Ngày tin Chúa xong thì rượu cũng xa mà như đó. À, cái thói hư tật xấu nó sẽ không còn nữa. Cảm ơn Chúa, đó là một đời sống mà trổ bông trong nhà của Chúa đó quý vị. Trong hành lang nhà Chúa đó. Câu cuối cùng tôi gửi đến hội thánh, đó là câu dầu đến tuổi già bạc họ sẽ còn xanh bông trái, được thạch mậu và xanh tươi. Rồi hồi nãy có em đề cập đến là những người trẻ, Quỳnh để được đi dự trại vợ linh của thanh niên, rất là sung sướng phải không con? Mà bào sư cũng ước là tại sao mà giáo hội không có tổ chức những cái buổi bò linh cho mấy cái ông già tóc bạc mấy cái coi, mà cứ nhắm vào trong mấy người trẻ không à? Bộ già không còn được làm cho Chúa hay sao? Ước mong là giáo hội sẽ có những cái cuộc bò linh cho mấy ông già, ha, bà già. Đó, bởi vì sao? Bởi vì tuổi già thì tất nhiên là tóc nó bạc rồi, phải không? Dung bạc chứ con. Đây mà đen hết là bởi vì nhuộm thôi. Người nào không nhuộm thì trắng. Cho nên ai cũng đa số lên từ 50 bắt đầu phải nhuộm tóc rồi. Già phải bạc thôi. Nhưng bạc thì kệ nó đâu có sao đâu. Già bạc đâu có ảnh hưởng gì đến sự mình thờ phượng Chúa. Không ảnh hưởng gì đến cái sự mình hát ngợi khen Chúa. Cũng không ảnh hưởng đến sự cầu nguyện của mình nữa. Đúng không quý vị? Già bạc kệ nó. Tóc bạc kệ, không sao hết. Bây giờ già rồi thì lưng nó hơi nhỏ, mỏi một chút, phải không? Gối nó hơi đau một chút. Kệ nó không sao chứ, đau đau, mỏi không quan trọng. Mình vẫn đi thờ phượng Chúa, mình cũng vẫn đi ca hát, nhảy múa, ngợi khen Chúa. Mình cũng vẫn đó nhỉ, đọc kinh thánh, cầu nguyện, không có ảnh hưởng gì hết. Đó, tuổi già bạc là tuổi vậy đó. Cái già nó cái già có ý nghĩa đó. Đúng không quý vị? Đó, chứ phải là tuổi già rồi. Mình cứ làm nó co ro, cứ chờ cái già nó đến không à, buồn lắm. Phải không? Đó. Già rồi thì quên trước quên sau. À, phải không? Cái khi đeo ký trên đầu mà đi kiếm mất mệt luôn vậy đó. Phải không cái gì? Đó, cái đồ để trước mắt là mà kiếm thôi là kiếm cái cục nó nằm ở đây nè, đó. Già đó là cái biểu hiệu của mình già đó. Mà đâu có sao đâu. Còn nhớ cái gì thì còn sử dụng cho Chúa cái đó. Còn nhìn được thì con còn làm gì? Còn đọc kinh thánh. Đó. Còn làm gì nữa? Còn nhảy múa được, cứ nhảy múa, không sao hết. Tôi rất là cảm động cô đội, quý vị thấy không? À. Chúa là Chúa không cho cô có cái mắt về thể xác. Nhưng mà tôi nói quý vị rằng con mắt tâm linh cô đội là nó sáng rạng rồi. Tôi rất cảm động về cái lời cầu nguyện của cô đội.
Nhưng mà tôi nói nếu thật sự nó một người mà có mắt tâm linh mà sáng như vậy, nó sẽ tốt hơn những người có con mắt thường sáng mà tâm linh mình tối đen. Cảm ơn Chúa lắm. Đó. Cho nên già, bệnh, sáng mắt, tối mắt không quan trọng gì hết. Quan trọng là mình vẫn tiếp tục ở trong nhà của Chúa, vẫn được ca hát ngợi khen Chúa, vẫn được thờ phượng Chúa, vẫn được đi rao giảng tin lành. Đó. Mình thấy hội thánh mình là tiêu biểu nhất là ai biết không? Bà mục sư Trung Phong Lộc đó. Và quý vị, tôi nế bà vô cùng đó quý vị. Tôi mới tuổi còn nửa của bà thôi, mà thấy tôi cũng không bằng bà một góc của bà nữa luôn. Bà giảng từ nơi này nơi khác, bà đi từ Mỹ về Việt Nam. Ôi trời, tôi đâu có đi được nhiều như bà đâu. Vì em tuyệt vời. Đó. Thì đó là những cái người mà Chúa nói là giàu đến tuổi già bạc họ còn xanh bông trái là như vậy đó. Phải không? Đó. Chứ phải có nhiều người mới có 50 em tôi đó, hội thánh ở Chi Mai á, 50 tôi nói sao không đi, sao không đi là không làm, không học lời của Chúa, sao không đi làm chứng, sao không đi truyền giáo. Nó thôi già rồi, cứ già rồi. Cứ nói già biết, nó nhỏ tôi cả 20 tuổi mà cứ nói già biết. Tôi kêu sao bà cứ gọi cái già đến với bạn chi vậy? Đó. Nói là thích già hả? Nó không, nó thích là thật sự cứ nói già hoài vậy. Tôi nói là Chúa đãi mua miệng đó. Đứa nào mà cứ nói mà tôi già qua tôi không làm gì được thì đứa đó sẽ không làm gì được hết luôn. Phải không? Đó. Đó. Tự nhiên cái biến bệnh thành con người mà già rồi già thì yếu. Mắc chi cứ nói mình yếu chi cho mình yếu. Đó. Rồi cái già thì nói là sao? À, trở thành vô dụng. Thì già làm gì được đâu mà không vô dụng. Thì đừng có nói, cứ làm đi. Tuổi bao nhiêu kệ nó đi. Miễn ngày nào hầu việc Chúa được thì cứ hầu việc Chúa. Ngày nào làm công việc thì cứ làm công việc. Đó. Tuổi tác không là cái gì cả. Đó, không? Đó. Cho nên đó, có một câu này rất là hay mà tôi nói cái gì, nếu một người 90 tuổi mà khỏe mạnh làm việc thì vẫn tốt hơn một người 30 tuổi mà nằm trên giường bệnh. Đúng không? Đó. 30 tuổi bệnh lên bệnh xuống thì thôi, không có giá trị gì hết. Nhưng mà 90 tuổi, 100 tuổi như bà Mục Sư Trung Phong Lập thì tôi nói là vô cùng tuyệt vời, phải không quý vị? Tôi cũng xin Chúa như vậy đó, mà biết mà không biết Chúa có cho hay không. Nhưng mà tôi cũng xin Chúa cho con như bà Mục Sư bà đây quý vị gọi là bà ngoại đó, yêu thương gọi là bà ngoại đó. Cảm ơn Chúa lắm. Cho nên tôi cũng xin Chúa ngài ban cho quý vị đến tuổi già bạc cũng sẽ còn xanh bông trái. Bây giờ được thạnh mậu và xanh tươi. Thạnh mậu là gì? Là sự giàu có, phải không? Già rồi thì cái việc giàu nghèo không quan trọng nữa. Khi mà 30-40 tuổi thì thấy một vài tỷ nó quan trọng, thấy cái nhà bự nó quan trọng. Chứ bây giờ xin thưa như tuổi tôi thì để cho đừng nói là già, thấy cái nhà lầu là nó mệt lắm quý vị. Phải không quý vị? Họ thánh tôi và thánh đây mới nè, cứ leo lên lầu, mới lần lên cái lầu nhóm, rồi lên cái tháp canh cầu nguyện lên tầng thứ ba nữa quý vị ơi. Nó đuối cái giò luôn, đi mà phải dịnh đó quý vị. Cho nên cái tuổi già thì chắc không ai mơ về nhà lầu. Và cũng không mơ gì là cho nơi mà nó mệt lắm, nó trở ngại lắm, phải không? Nhưng mà cái tuổi già, sự thành mậu của chúng ta là gì? Là sức khỏe. Đó. Tuổi lớn của chúng ta rồi, Chúa cho mình có sức khỏe là mình sẽ cảm ơn Chúa. Tuổi lớn rồi thì có cái gì cả? Có niềm vui là sự thành mậu. Con cái làm cho mình vui, hội thánh là niềm vui của mình, đầy tớ Chúa là niềm vui của mình, vân vân. Đó. Rồi thành mậu là gì nữa? Là hiểu biết lời của Chúa nữa. Ở trong nhà Chúa 100 năm không thuộc được một câu kinh thánh thì xin thưa quý vị là nó buồn, vô cùng buồn luôn đó, phải không quý vị? Đó. Đụng tới ông nào cũng không biết hết. Có một em nó lấy cái nickname của nó là Phaolô An. Tôi nói vì nó không có đi nhà thờ, nó mới đọc kinh thánh. Tôi bảo đảm với quý vị nó không phải đọc một kinh thánh, nó Phaolô An. Tôi hỏi cho con lấy cái nickname Phaolô An nghĩa là gì? Không biết Phaolô là ai không? Nói dạ ông Phaolô là ông vua, cho nên con thích ông vua. Con ông vua, con thích là vua, nó lộn qua ông David. Nó con thích ông vua này đàn hay hát hay lắm, tại thử con thích con lấy là Phaolô An. Đây con ơi, ông Phaolô là nhà truyền giáo đó con ạ. À. Chứ không phải là ông Phaolô là David là ông David đâu. Ông dạy vào sư thế con về con sửa là ông David. Đó. Bản thân nó không có cái gì hết. Cái gì? Đó cho nên là không có biết lời của Chúa. Kể cho nó vui chứ quý vị nghe như vậy đó. Cho nên ở trong nhà Chúa 300 năm nữa rồi mà không lấy có một cái hiểu biết gì về Chúa hết. Nó rất là đáng tiếc, phải không quý vị? Đó là sự nghèo nàn chứ không phải là sự thạnh mậu ở trong cái tuổi về già của chúng ta. Đó. Và xanh tươi là gì? Xanh tươi là nói lên cái sự khỏe mạnh. Cái cây mà lá nó sum xê là biết rằng nó có gì?
có cái nhựa sống. Đó. Và người già mà nhìn họ tươi vui, phải không? Nhìn họ thế nào? Nhanh nhẹn là biết là sức khỏe họ tốt. Đó. Quý vị có muốn có sức khỏe tốt không? Muốn chứ, phải không? Đó. Có muốn mình trở thành thành mẫu trong tuổi già không? Muốn. Hãy cầu xin Chúa Ngài cho chúng ta sống như là cây kè và cây hương nam. Thì tôi đoán chắc với quý vị rằng trong tuổi già của chúng ta, dâu đến buổi già bạc sẽ còn xanh bông trái, được thành mẫu và xanh tươi. À, xanh tươi. Luôn luôn trong nhà Chúa là sự vui vẻ, sự cười nói, cái sự thân mật, cái sự yêu thương. Đó. Và cái nụ cười sẽ nở ra trên môi của tất cả con dân của Chúa. Đó. Khi buồn thì không cười được đâu. Khi cay đắng ai không cười nổi đâu. Khi ghét ai là cái mặt thấy biết liền, phải không? Khi giận là cái mặt thấy biết liền. Đó. Và đổi khuôn mặt đó đi. Đừng giận khuôn mặt mình nó tươi lên rồi, đúng không? Cứ cười đi. À, vì người ta là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, phải không? Ta cũng nói vậy hướng chi mình là Chúa bảo mình phải ra hãy vui đi, à, vui vẻ trong lòng đi. Đó, để mà đời sống của mình được Chúa Ngài ban cho là sung sướng, vui vẻ, thành công trong tuổi già, và nhất là cho chúng ta sức khỏe, mạnh khỏe. Chúa làm tất cả điều đó để làm gì? Câu 15. Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng. Khi chúng ta sống một cách thành mẫu, khi chúng ta sống một cách xanh tươi thì danh Chúa được tỏ ra. Để cho biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ là một Đức Giê-hô-va ngay thẳng. Ngay thẳng đây có bản dịch khác là nhân từ nữa. Đó. Mình sống tốt, người ta mới ca ngợi Chúa của mình chứ. Mình sống xấu, làm sao người ta ca ngợi Chúa của mình được? Đúng không? Con là niềm tự hào của cha. Mình sống không ra gì, làm sao cha mình tự hào được? Và người ngoại cũng sẽ không bao giờ nhìn chúng ta để biết về Chúa được hết. Đó. Vì Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Chúa là vần đá, Chúa là tảng đá lớn để chúng ta nương tựa. Và hãy đến với Chúa, hãy đến với tảng đá. Đừng có đến với những cái miếng xốp. Chứ quý vị, xốp nó có to bao nhiêu đi nữa thì nó vậy, nó cũng mềm xèo à. Phải không quý vị? Đó. Đừng có đến những cái bong bóng được thổi phồng lên. Nó chỉ là bong bóng thôi. Trước sau nó cũng bị xẹp hết trơn á. Nhưng mà hãy đến với vần đá là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ngài là vần đá để cho chúng ta nương tựa. Ngài là khối đá khổng lồ, vững chắc để chúng ta nêu chặt đức tin của mình ở tại nơi đó. Và nơi đó chúng ta trở thành những kẻ được xưng công bình trong nhà của Đức Giê-hô-va. Amen. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Hội Thánh mình có biết hát cái bài chỗ kẻ đá vững an không? Chỉ có Giê-xu siêu phàm. Một mình con biết thôi hả? À, nếu mới biết thì sẽ hát bài này, Hội Thánh sẽ hát bài này. Nhưng mà Hội Thánh chưa biết thì thôi, con có sẵn dẫn ta hát bài khác đi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời Chúa qua bà mục sư. À, thì giờ này mời quý cô chú anh chị em chúng ta đồng đứng lên, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho tinh thần bài học buổi sáng ngày hôm nay. Chúa Ngài là tất cả trên đời sống của chúng ta. Amen. Ngài hơn cả vàng, hơn cả những điều mà thế gian này chúng ta tìm kiếm nữa. Chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Chúa và nói rằng Chúa ơi, chúng con yêu Ngài hơn cả mọi điều. Hồng nguyện đời sống chúng con luôn có Ngài. Chúa yêu Ngài hơn cả
thế giới kia là chi? Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Chúa yêu Ngài hơn cả mọi điều. Vàng còn nghĩa gì? Thế giới kia là chi? Chúa, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, và sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ơn điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Hãy ca ngợi tình yêu Ngài. Tình yêu Cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Hallelujah. Thì này mời quý hội thánh chúng ta sẽ hiệp ý với cô Như sẽ cầu nguyện cho bài học. Dạ con xin phép được dâng lời cầu nguyện. Dạ con kính mời bà mục sư cùng với hội thánh hiệp một với lời cầu nguyện của con. Cho chúng con cảm ơn Ngài vì buổi sáng phước hạnh chúng con được thờ phượng Ngài, chúng con được ở trong nhà của Ngài và chúng con được nghe lời của Ngài qua bà mục sư Thành. Cảm ơn Chúa. Chúng con được học ở trong Thi Thiên đoạn 92 là Ngài dạy chúng con: những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ lớn lên như cây hương nam, sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời, dầu đến tuổi già bạc vẫn còn xanh bông trái. Cảm ơn Chúa vì Ngài chọn chúng con và Ngài trồng chúng con ở trong nhà của Ngài để chúng con được lớn lên, để chúng con được trổ bông. Ngài muốn chúng con xanh bông trái cho Ngài. Xin lời bài học buổi sáng hôm nay, Chúa ơi, lời của Chúa được gieo trồng trong tấm lòng của chúng con. Chúng con không phải là những cây cỏ xanh tươi, sáng nắng chiều mưa rồi nó sẽ tàn héo, nhưng mà chúng con là những người được trồng, được rễ, được bám vào trong lời của Chúa, ở trong nhà của Chúa. Xin Chúa cho chúng con, dù hoàn cảnh như thế nào, chúng con vẫn bước đi theo Chúa, vẫn hầu vì Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đừng để những sự nóng giận hoặc là buồn lòng
mục sư hoặc là hội thánh mà chúng con không đi nhóm, không thờ phượng Chúa, không hầu việc Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con đang trước mặt Ngài. Xin lời Chúa buổi sáng nay tỉnh thức lòng của chúng con. Để rồi Chúa ơi, Ngài muốn chúng con được lớn lên, Ngài muốn chúng con được trưởng thành, Ngài muốn chúng con được trổ bông, đời sống chúng con được kết quả cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ hội thánh của Chúa, cô chú anh chị em con hãy yêu mến lời của Chúa và hiểu biết lời của Chúa, để chúng con không bị ngã lòng trong những cơn thử thách, những sự gian truân, những sự khó khăn, những sự bắt bớ. Xin Chúa cho chúng con hãy nhìn Chúa, đừng nhìn con người, đừng nhìn vào vật chất Chúa ơi, bởi vì những điều đó là cỏ, là rác Chúa ơi. Nó chỉ là tạm thời mà thôi. Điều mà Ngài muốn chúng con là đời đời là vĩnh cửu Chúa ơi. Xin Chúa cũng tha thứ cho cô chú anh chị em con, những ai đã rời xa khỏi nhà của Ngài. Chúa ơi, đưa họ trở về Chúa ơi. Con cầu nguyện giờ này Chúa đưa anh chị em con trở về trong nhà của Chúa. Chúa tha thứ cho cô chú anh chị em con bởi vì không hiểu biết lời của Chúa, hoặc chúng con vì sự tổn thương cay đắng trong lòng mà đi ra xa khỏi nhà của Ngài rồi. Chúa ơi, Phật con cầu nguyện cho tất cả chúng con tại nơi đây được đứng vững Chúa ơi. Cảm ơn Ngài, lời Ngài thật quý báu trong lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con yêu mến mục sư của chúng con, để chúng con cùng với mục sư xây dựng vương quốc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con là những người yêu thương cầu thai Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho chức vụ của bà mục sư Thành và ông mục sư và hội thánh được ơn phước của Chúa. Cảm ơn Chúa trong những tuần lễ vừa qua, Ngài dùng bà mục sư để chia sẻ cho chúng con. Chúng con cảm thấy được khích lệ, chúng con cảm thấy được hiểu biết Chúa nhiều hơn. Và Ngài dạy chúng con hãy nhìn lên Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự tiếp trợ chúng con đến từ đâu. Sự tiếp trợ chúng con đến từ Đức Sê-va là đấng dựng nên trời và đất. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng trong sạch và ngay thẳng trước mặt Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước trên hội thánh thiên ái tại nơi đây, ban phước trên chức vụ của ông bà mục sư Lý Hoài Bảo và gia đình của ông bà mục sư Thành và hội thánh. Tràn đầy ơn phước của Chúa, con trình dâng tất cả chúng con lên cánh tay quyền năng của Ngài. Xin Ngài bồng ẩm chúng con, bảo vệ chúng con. Và con cũng cầu nguyện Chúa ơi, một lần nữa con công bố rằng hội thánh thiên ái sẽ đâm rễ vững mền, vững đâm rễ vững nền ở trong lời của Chúa. Chúng con sẽ là những cây cổ thụ Chúa ơi, chứ không phải là những cây cỏ gió một cái là chóc gốc Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con công bố rằng chúng con là những người sẽ yêu mến Chúa, sẽ bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin thêm sức năng đỡ chúng con, cho chúng con biết Chúa và yêu Chúa và trung tín thờ phượng Chúa, để chúng con được lớn lên từng ngày, trở nên một công cụ sắc bén cho nhà của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con dâng hệ chúng con lên cho Chúa hết lòng cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thì này chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện chung, sau đó hát Hallelujah. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm lỗi nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, song của chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, 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 amen, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen. Thì này bởi đức tin hội thánh chúng ta đập giơ tay lên và con xin mời bà mục sư sẽ cầu nguyện chúc phước. Dạ được. Dạ được. Dạ, xin hội thánh đưa tay lên. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Ngài ở trên hết thảy chúng con. Ngài ở giữa chúng con, Ngài ở trong lòng của mỗi chúng con. Ban chúng con tình yêu thương của Chúa một cách dư dật để chúng con yêu nhau và yêu Đức Chúa Trời của chúng con. Nguyện xin Chúa Jesus Christ nguồn ân điển vô tận Ngài đổ trong cuộc đời của chúng con. Ân điển đó Ngài đem chúng con tiền cây hoang dại Ngài trồng trong nhà của Chúa. Ngài đem về Ngài tỉa sữa, Ngài chăm sóc, Ngài làm cho con lớn lên bằng lời của Đức Chúa Trời. Ngợi khen ân điển của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa Thánh Linh. Xin Ngài ở cùng dân sự của Chúa, cho chúng con hiệp lòng với nhau, hiệp lòng với đầy tớ của Chúa để lo công việc như Chúa ở tại nơi đây. Ngài xin ban ngôi Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Chúa, ở cùng đời sống kinh tế anh em của chúng con, cho vương tôn trong chúng con sẽ được Chúa Ngài cải tạo cho nguồn nước rất là tốt để chúng con có tôm. Xin Ngài cho cây trồng của anh em của chúng con, Ngài cho sức khỏe anh em của chúng con sẽ được Chúa Ngài phục hồi và tất cả bệnh tật phải lui ra khỏi thân thể anh em của chúng con. Trong danh của Đức Chúa Jesus con chúc quý anh em của chúng con. Nguyện xin ban ơn Đức Chúa Trời ở cùng chúng con luôn luôn từ nay cho ngày Chúa Jesus Christ của chúng con tái lâm. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Bồng Sư.